Quý vị có muốn luôn an toàn khi sử dụng Internet không? Trung tâm An ninh mạng Úc thuộc Tổng cục Tín hiệu Úc đang sẵn sàng để giúp đỡ. Các hướng dẫn an ninh mạng hàng đầu của chúng tôi hiện có sẵn bằng hơn 20 ngôn ngữ. Hãy tìm hiểu cách thức để bảo vệ thiết bị, thông tin của quý vị và tránh các mối đe dọa mạng thường gặp. Hãy tải xuống các hướng dẫn miễn phí này. Truy cập trang mạng cyber.gov.au. Được phép của chính phủ Úc Canberra, authorized by the Australian Government Canberra. Giáo viên đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của học sinh. Hầu hết các giáo viên đều có câu chuyện để chia sẻ về thành tích của học sinh và ảnh hưởng tích cực mà họ mang lại. Giáo viên giúp định hình thế hệ tương lai của chúng ta. Hãy là một giáo viên như vậy. Được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền. Lily xin kính chào quý vị khán thính giả, rất hân hạnh được trở lại với quý vị và các bạn trong chương trình Sức khỏe và đời sống tuần này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, và đồng hành cùng với Lily trong chương trình này vẫn là bác sĩ Cung Đình Thanh Bình. Vâng, xin chào bác sĩ Thanh Bình. Xin chào Lily và xin chào quý vị khán giả của đài Việt TV Australia. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đặt các câu hỏi đối với bác sĩ Thanh Bình để tìm hiểu về bệnh zona thần kinh mà trong dân gian ở Việt Nam thường gọi là bệnh rời leo hay là bệnh phỏng dạ. Đây là một cái bệnh cũng khá phổ biến, cũng không nguy hiểm, là bệnh ngoài da nhưng mà gây rất nhiều đau đớn. Tuy nhiên nếu mà không được chữa trị kịp thời thì cũng có thể gây nhiều cái biến chứng khác. Mà theo dữ liệu từ Bộ Y tế của Úc Châu thì bệnh này xuất hiện ở mọi lứa tuổi, nhưng mà phổ biến nhất là những người trên 50 tuổi. Và tính ra trung bình thì cứ 3 người thì có một người ít nhất trong đời một lần cũng bị mắc cái bệnh zona thần kinh này. Vậy thưa bác sĩ Thanh Bình, câu hỏi đầu tiên mà Lily muốn hỏi bác sĩ là Lily có một cái thắc mắc, đây là bệnh ngoài da, nhưng tại sao nó lại gọi là zona thần kinh? Cái bệnh zona thần kinh hay là bệnh dời leo á, nó là do cái con vi khuẩn varicella zoster virus gây ra. Thì cái con vi khuẩn này, đa số chúng ta ai cũng có cái con vi khuẩn này nằm trong người. Cái con vi khuẩn này đầu tiên nó gây ra cái bệnh gọi là bệnh thủy đậu hay là gọi là bệnh trái rạ đó. Thì những cái số thống kê cho thấy là bởi cái tuổi đến cái tuổi gọi là 30 đó, thì là 95% chúng ta là đều đã bị cái bệnh trái rạ rồi, thủy đậu rồi. Và sau khi bị cái bệnh thủy đậu đó thì cái con vi khuẩn này nó chui vào cái đầu dây thần kinh, nó ngủ ở trong. Tức là cái con vi khuẩn virus đó là nó không có biến mất. Không mặc biến dù mất. Mà chúng ta đã hết cái bệnh và phỏng dạ đấy rồi. Yeah, bệnh trái rạ, bệnh thủy đậu. Và bệnh thủy đậu đấy rồi. Thế nhưng mà con vi khuẩn nó vẫn nằm ở đó trong cơ thể mình. Yeah. Và khi gặp điều kiện nào thì nó tái phát ra. Khi mà cơ thể chúng ta, cái hệ thống miễn nhiễm nó yếu, thì cái con vi khuẩn này nó bị nó tái phát trở lại. Tức là nó gọi là phát hoạt trở lại, hoặc là tái hoạt trở lại, tức là nó gọi là reactivation đó. Tức là nó sống trở lại và bắt đầu nó chui từ cái đầu dây thần kinh, nó theo cái đường dây thần kinh nó chạy ra đó. Thì cái bệnh, nếu mà không biết Lily còn nhớ là lúc nhỏ có bao giờ mình bị cái bệnh trái rạ chưa, thủy đậu chưa? Dạ, thường không? Gần như là trẻ em nào ở Việt Nam cũng bị đấy ạ. Dạ. Vâng. Thì mình có giải thích cho bệnh nhân biết là chúng ta đa số là đã có cái con vi khuẩn này nằm trong người. Vâng. Tức là đến 95% đến cái tuổi 30 là chúng ta bị cái bệnh này rồi. Cái bệnh này mình hỏi thì có nhiều người không có nhớ, bởi vì nhiều khi còn nhỏ quá chúng ta không có nhớ. Nhưng mà cái bệnh trái rạ hay thủy đậu đó là nó nổi lên những cái bọc nước. Nó bắt đầu từ cái ngực trước, tức là vesicles đó. Rồi sau đó nó bắt đầu nó lan tỏa ra trên mặt, trên tứ chi và khắp người. Cái bệnh này nó đặc biệt là nó không có đau đớn, khi bệnh thủy đậu nó không có đau đớn. Mà khi mà những bọc nước bắt đầu nó khô, nó đóng vảy, thì bắt đầu những cái bọc mới nó lại hiện lên thêm. Và khi nó khô đóng vảy thì nó ngứa. Ngược lại cái bệnh zona thần kinh này đó, bệnh dời leo, mà dân gian chúng ta gọi là dời leo bởi vì có nhiều cái suy nghĩ ở Việt Nam đó là khi cái bệnh dời leo này nó bắt đầu nó phát ra, nó chạy vòng quanh người là người ta sẽ chết. Đó. Rồi có nhiều cái vấn đề mê tín nữa, như người bệnh nhân ở Việt Nam
gặp cái bệnh zona thần kinh dề leo này là bắt đầu đi gặp những cái vị thầy pháp vẽ bùa để cho chặn nó lại, đừng để cho nó chạy khắp người, nó chạy khắp người thì sẽ chết. Vâng, đúng như bác sĩ nói, vì Lily nhớ là có những cái bệnh nhân mà bị cái bệnh zona thần kinh. Tại sao người ta gọi dời leo là vì là nó cứ leo leo mà lan lan như hình cái cây hay là như cái dây gì đó, nó cứ liên tục như thế thành một cái dây rất dài, thì người ta cũng gọi là một cái kiểu như là dời leo. Thật ra thì không phải là nó leo những cái cây, nhưng mà bởi vì nó chạy vào đầu dây thần kinh, tức là cái nerve root nó nằm ở trong. Xong là nó cứ lan khi toàn mà nó reactivate, nó tái phát trở lại đó, thì nó chạy theo cái đường dây thần kinh đó, nó chạy ra. Và bởi vì nó chạy từ đường dây thần kinh nó chạy ra, nên cái triệu chứng đầu tiên chúng ta cảm thấy là nó đau. Vâng. Tức là nhiều khi chúng ta cảm thấy đau trước khi mà chúng ta cảm thấy, chúng ta nhìn thấy những cái bọc nước, những cái rash bọc nước gọi là vesicles nữa. Và bởi vì nó chạy theo một cái đường dây thần kinh, thành ra nó chỉ nằm ở một bên người thôi, nó gọi là dermatome. Thí dụ bây giờ nó chạy ở cái phần ngực thì chỉ bên phải, nó chỉ là bên phải thôi. Có thể nó bắt đầu nó phát từ ở đằng sau hoặc ở bên hông, rồi bắt đầu nó lan ra, một hai ngày sau bắt đầu nó lan ra, mà nó chỉ nằm ở cái phần bên phải thôi, chứ nó không có chạy ở bên trái. Ngược lại cái chuyện mà bà con dân gian nghĩ là nó chạy vòng quanh người rồi sẽ chết, không bao giờ nó chạy vòng quanh người. Nó chỉ chạy một bên người thôi. Nhưng mà cũng đa số giống như là Lily nói, là một bệnh ngoài da rất là đau đớn. Có những người là đau ăn ngủ không được, và những khi đau kéo dài nữa. Thỉnh thoảng thì cũng có những trường hợp nó gọi là complication, tức là nó bị biến chứng, hậu chứng, và cũng có những trường hợp tử vong nguy hiểm. Thì chúng ta có thể nói đến những trường hợp biến chứng, hậu chứng sau này. Vâng. Chắc tin nó. Vâng. Vậy thì thưa bác sĩ, là ngoài cái dấu hiệu mà bác sĩ vừa nói ra là các cái phỏng mụn nước gây đau rát, gây ngứa như vậy, thì bệnh nhân còn có những cái triệu chứng gì không? Chẳng hạn như có sốt hay là có cảm thấy buồn nôn, nhức đầu thì không, có ảnh hưởng gì thôi các triệu chứng khác? Thì cái thường thường bệnh nhân đến đầu tiên á, là cái triệu chứng đầu tiên là cảm thấy đau. Nhiều khi đến chỉ đau thôi, chưa có nhìn thấy những cái mụn nước, những cái rash, những cái đỏ gì hết. Và bởi vì như vậy nó nhiều khi á, là chúng ta không phát hiện được cái bệnh này ngay từ những ngày đầu của cái bệnh. Nếu bác sĩ có kinh nghiệm, thường thường nó đau một bên vậy mà tìm ra không có cái dấu hiệu gì là những cái bệnh khác bị đau, thì luôn luôn nghĩ đằng sau cái đầu của mình á, là có thể cái này là bệnh zona thần kinh. Và dặn bệnh nhân là nếu mà thấy, hễ mà thấy nó nổi bọc nước lên, cái bụng nước lên, là phải gọi bác sĩ liền hoặc chạy lại gặp bác sĩ liền để lấy cái thuốc chữa trị. Bởi vì cái thuốc chữa trị nó chỉ hiệu quả trong vòng 72 tiếng đầu khi mà chúng ta nhìn thấy những cái rash, những cái bọc nước mà thôi. Sau 72 tiếng là sau 5 ngày đó, thì nếu chúng ta có dù uống thuốc đi nữa thì cái bệnh nó phát cũng gần giống như là gần hết rồi. Do đó những cái triệu chứng như đau, những cái triệu chứng biến chứng thì cũng có thể là nó đã xảy ra gần hết rồi. Do đó uống thuốc vào cái thời cuối nó không có lợi lắm. Trong 5 ngày đầu là cái thời gian vàng mà chúng ta có thể uống thuốc và chặn được căn cái bệnh zona thần kinh nó ở cái mức độ đó, nó không có lan thêm nữa. Đó là lý do tại sao mà chúng ta phải luôn luôn nghĩ tới cái bệnh zona thần kinh. Nếu mà bệnh nhân đến mà nói đau một bên người, đau một bên mặt, mà chúng ta không tìm ra được cái bệnh gì mà tại sao nó đau hết, thì chúng ta phải nghĩ đến cái bệnh zona thần kinh và nói bệnh nhân phải để ý cái chuyện đó. Bởi vì cái bệnh này á, là phát hiện, tức là mình chẩn đoán, mình có thể chẩn đoán bằng clinical signs, tức là chẩn đoán bằng cách nhìn và nghe cái triệu chứng và nhìn vào những mụn nước, là người bác sĩ đã có thể chẩn đoán được cái bệnh này rồi, chứ không cần phải làm những thí nghiệm. Không cần phải xét nghiệm máu hay xét nghiệm là máu nước hết. Bọt hay gì hết ạ. Yeah. Nhưng mà thỉnh thoảng thì cũng có những trường hợp mà nó không có rõ ràng, thì chúng ta có thể làm cái swab để mà check cái con vi khuẩn gây ra cái bệnh zona thần kinh này. Chúng ta có thể check được cái chuyện đó. Thỉnh thoảng mình cũng có làm cái test để check. Thí dụ hôm bữa có một người bệnh nhân lại tự nhiên nổi một cái đốm trên này, lần sang hỏi có đau không. Lúc đầu thì cô nói là không có đau, chỉ hơi ngứa ngứa thôi. Nếu mà không đau thì chắc không phải là zona rồi. Cái mình khám bệnh xong cái mình mới lại hỏi lại lần nữa, nói are you sure, có chắc chắn không, có chắc là không đau không. Thì lúc đó cô mới nói thấy nó hơi tăng chút xíu. Đấy. Thì bởi vì cái triệu chứng nó không có rõ là đau nhiều giống như những cái người bệnh nhân khác nói. Do đó mình có lấy một cái swab, mình swab để gửi đi thử để coi có đúng là cái bệnh người zona thần kinh hay không, và đồng thời cho cố luôn cái thuốc để chữa trị.
2 ngày sau có kết quả thì đúng là cái con vi khuẩn varicella zoster. Thành ra mình chặn nó kịp thời. Đó, nên có những cái người mà cái triệu chứng nó không có rõ ràng là đau. Vâng. Mà nó chỉ tăng 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 thôi. Vâng, thành ra bác sĩ chuẩn đoán gần như là dựa vào cái kinh nghiệm khám chữa bệnh của mình đó, thôi. Cái kinh nghiệm. Vâng. Yeah. Là cái đó cũng là cái điều lý thú khi mà mình làm việc nhiều năm có những kinh nghiệm cũng có thể bắt được cái bệnh nó sớm. Thiệt là cái bệnh này nếu mình bắt trễ thì nó có thể gây ra nhiều cái, nó lan ra nhiều hơn, khi nó lan ra nhiều bắt đầu nó đau hơn. Thì gây nhiều đau hơn. Đau đớn hơn và có thể có những cái complication khác nữa, rất là hiếm thôi nhưng cũng có thể xảy ra. Vâng. Vậy theo bác sĩ, cách chữa trị như bác sĩ nói là có cái loại thuốc cũng rất đặc hiệu mà tất nhiên là phải dùng rất là sớm, trong vòng 72 giờ. Thì vậy bác sĩ nói rõ hơn cái thuốc này, ngoài ra còn có cái phương pháp gì điều trị nữa không? Thì cái bệnh này là nó bị đau và do con vi khuẩn gây ra. Cái thuốc mà chúng ta sử dụng trong vòng 5 ngày đầu, 72 tiếng đầu đó, nó là antiviral, tức là để nó giết cái con vi khuẩn. Nó là thuốc đặc trị để giết những con vi khuẩn này. Thì trên thị trường hiện tại giờ có hai loại thuốc để giết con vi khuẩn. Một loại nó gọi là Famvir, một loại gọi là Valtrex để giết con vi khuẩn. Thì nếu chúng ta uống trong cái thời gian 72 tiếng đầu đó, cái hiệu quả nó rất là cao. Và nó sẽ chặn cái bệnh ở cái mức độ đó, nó không có lan nữa. Thì những cái triệu chứng về đau, những cái complication sẽ giảm xuống. Ngoài cái vấn đề giết con vi khuẩn thì chúng ta phải để ý đến những vấn đề khác như đau. Tại vì có những cái trường hợp rất là đau, ngủ không được nữa, thành ra chúng ta phải dùng thuốc giảm đau. Thì giảm đau chúng ta có thể dùng nhẹ nhất là Panadol. Rồi chúng ta có thể nặng hơn, mạnh hơn, chúng ta có thể dùng những thuốc có chất codeine. Và chúng ta có thể kết hợp với lại những cái thuốc giảm đau về dây thần kinh, ví dụ như là Lyrica. Rồi đến khi mà những cái mụn này nó khô lại đóng vảy đó, nhiều khi nó lại hơi ngứa ngứa, nó làm khó chịu, nó irritation lắm. Thành ra bệnh nhân có thể gãi nó, mà gãi thì nó có thể sinh ra nhiễm trùng. Nhiễm trùng. Thành ra chúng ta có thể bôi những cái thuốc cho nó bớt ngứa, để cho nó chặn cái vấn đề đó, là những cái complication đó. Vâng, vậy thưa bác sĩ là Lily cũng rất thắc mắc là bệnh này có lây lan không? Có lây từ người nọ sang người kia không? Thì cũng có nhiều bệnh nhân hỏi bệnh này có lây hay không? Thì giống như phần đầu chúng ta nói là chúng ta đã sẵn con vi khuẩn hết rồi. Mà khi đã bị qua cái bệnh trái rạ đó, thì cơ thể chúng ta đã có kháng thể chống lại con vi khuẩn này và đè con vi khuẩn. Cho nên nếu mà một người, thí dụ bây giờ mình bị bệnh zona đi, Lily chưa có bệnh, mình đứng gần vậy đó. Nếu mà Lily đã có kháng thể rồi, đã từng bị bệnh thủy đậu qua rồi đó, tức là trong cái phần 95% những người lớn đó, thì cái khả năng lây là hầu như là không có. Tại mình đã có kháng thể rồi, cơ thể mình đang mạnh, mình bảo vệ được. Thành ra cái kim phương phẩm này nó đã khó sẵn trong người, mà nó đã trồi ra không được. Thành ra bây giờ có thêm con vi khuẩn ngoài vô, nó cũng không thể nào nó gây ra cái bệnh được hết. Đó. Nhưng mà những người chưa từng bị bệnh thủy đậu qua, tức là chưa bị bệnh chickenpox qua đó, khi tiếp xúc với con vi trùng này thì người ta sẽ bị bệnh thủy đậu. Tức là bị bệnh chickenpox, tức là nó sẽ nổi bọt nước từ ngực. Nó ngứa ngứa, bắt đầu nó lan ra khắp người, mà nó bắt đầu nó bị như là rất là khó chịu, ngứa. Đó. Thì cái bệnh mà lây đó là cái người lây sẽ bị cái chứng bệnh thủy đậu, chứ không phải là chứ bệnh zona thần kinh. Đó. Nên cái lời khuyên thường thường những người mà bị bệnh zona thần kinh đó, khi có những cái bọt nước đó, nó rất là lây, đặc biệt là nếu mình tiếp xúc, mình đụng chạm những cái dụng cụ người kia đụng chạm hoặc là tiếp xúc thì rất là dễ lây. Do đó cái lời khuyên đó là những người bệnh zona thần kinh tránh tiếp xúc với lại những người chưa bị bệnh thủy đậu qua, đặc biệt là những trẻ em và những bà mẹ đang có bầu. Đó. Bởi vì khi cái con vi khuẩn này đối với những người có bầu, mà chẳng may cái người đó nằm trong cái 5%, những người chưa bị bệnh thủy đậu qua, họ có thể bị bệnh trái rạ, bệnh thủy đậu, mà cái bệnh đó có thể ảnh hưởng đến cái bào thai. Do đó chúng ta phải tránh những người mẹ đang có bầu và những trẻ em, đặc biệt là ở Úc chúng ta đó thì có chương trình vaccine cho những em nhỏ để không bị cái bệnh trái rạ chickenpox từ lúc 18 tháng tuổi. Cho nên những em mà dưới 18 tháng tuổi thì chưa có kháng thể. Đặc biệt phải tránh chứ. Phải tránh những trẻ em dưới 18 tháng tuổi. Sau 18 tháng tuổi thì các em đã có kháng thể rồi. Thì cái khả năng mà các em bị lây để mà phát cái bệnh thủy đậu nó rất là thấp. Vâng. Vâng, vậy thưa bác sĩ là bệnh này thì như chúng ta đã nhắc lúc đầu là có thể gây những cái biến chứng khác nếu mà không được chữa trị kịp thời. Thì cái biến chứng mà thông thường nhất mà chúng ta thấy là vấn đề đau, mà đau lâu dài, mà cái từ y khoa nó gọi là postherpetic neuralgia. Neuralgia tức là đau dây thần kinh đấy.
Nó đau rất là khó chịu, nó đau giống như đau răng vậy đó. Thành ra cái đau này, những người già mà bị đau cái này họ ăn ngủ không được, họ mất sức dữ lắm. Và cái đau nó có thể kéo dài bình thường từ 90 ngày nhưng mà có thể kéo dài vài tháng, có thể kéo dài vài năm nữa. Rất là khó chịu. Do đó mà bây giờ chúng ta phải đưa ra những cái chương trình chích ngừa cho những người lớn tuổi là vậy. Vì cái đau này nó khó chịu làm mất sức mấy người già dữ lắm. Thành ra chúng ta phải biết là cái bệnh này nó đau ở chỗ đó và chúng ta phải manage cái chuyện đau đó, tức là cho thuốc uống để cho nó giảm đau. Thứ nhì là sẹo. Sẹo thì bị xong thì sẹo nó xấu. Thí dụ bây giờ bị ở trong người thì còn khó thấy sẹo. Nhưng mà chẳng may nó bị ở trên mặt thì cái sẹo trên mặt nó nhìn rất là khó để mà mình có thể che lại được trên đó. Rồi có những cái trường hợp là nó có thể ảnh hưởng đến cả mắt nữa. Tại vì nó theo đường dây thần kinh chạy đó, nó có thể chạy vào trong mắt. Và khi nó ảnh hưởng đến mắt, nếu mình chữa trị mình phát hiện không kịp thời, thì cái ảnh hưởng đến cái vision của mình, tức là cái thị lực của mình. Bởi vì khi nó bị rồi nó sẽ làm cho scarring, nó bị sẹo cái mắt. Và sẹo mắt thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái thị giác của mình. Đó. Thành ra chúng ta phải để ý đến những vấn đề đó, là những vấn đề mà thường xuyên chúng ta có thể xảy ra. Rồi, hồi nãy chúng ta nói là khi mà nó gần lành thì nó ngứa thì người ta cứ gãi thì nó nhiễm trùng. Nó gọi là bacterial infection. Thành ra nếu mà bị nhiễm trùng, bị chảy nước vàng mà nó đỏ nhiễm trùng thì phải uống trụ sinh. Đó là những cái mà chúng ta thường thấy. Nếu mà ảnh hưởng đến những dây thần kinh mà nó ảnh hưởng đến, thí dụ như bây giờ chúng ta có đường dây thần kinh số 7 đi. Nếu nó chạy ra từ đường dây thần kinh số 7, facial nerve, thì có thể bị palsy, tức là bị giật cái mặt, méo mặt. Đó, nó là bell palsy, thì có thể ảnh hưởng dây thần kinh nữa. Rồi cái phần da mà bị cái zona này đó, nó có thể bị nhạy cảm nữa. Tức là sau khi đã lành rồi, nó nhạy cảm. Bình thường da chúng ta đụng vào thì chúng ta cảm giác là chúng ta đụng cái tay vào. Nhưng mà những người mà bị qua cái phần zona này rồi bị sẹo đó, thì cái phần da đó nhiều khi nó nhạy cảm. Mình chỉ đụng nhẹ thôi mà họ có cảm giác đau. Nó rất là lạ. Thành ra chúng ta có thể bị những cái đó. Nhưng mà nói chung là những cái complication này, những cái biến chứng này tương đối là nó không có hại đến tính mạng của chúng ta. Nhưng mà cũng rất là hiếm, thì có thể là nó ảnh hưởng đến những cái bộ phận nội tạng, tức là visceral bệnh hoặc những cái bệnh ảnh hưởng nội tạng. Thí dụ như có thể bị viêm não, viêm màng não, rồi có thể bị ảnh hưởng đến thận, rồi nó có thể ảnh hưởng đến phổi, nhưng mà pneumonitis ảnh hưởng đến phổi nữa. Những trường hợp thì hiếm hơn, nhưng mà chúng ta cũng phải để ý, canh chừng nó. Nếu mà có những triệu chứng, thí dụ như là ảnh hưởng đến não, viêm màng não, thì chúng ta có thể bị nhức đầu, buồn nôn, ói mửa, đi đứng loạn choạng. Nếu ảnh hưởng đến phổi, sưng phổi thì làm cho người ta khó thở, thở không được. Ảnh hưởng đến thận thì có thể làm cho người ta bị giữ nước, phù chân, phù mắt cá. Do đó tùy theo những trường hợp mà chúng ta để ý, chúng ta có thể đến gặp bác sĩ liền để xem là chúng ta có những biến chứng gọi là nguy hiểm đến những cái bộ phận nội tạng hay không. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như bác sĩ Thanh Bình vừa mới giải thích, chúng ta thấy bệnh zona thần kinh là một cái bệnh ngoài da, nhưng mà đặc biệt là gây rất nhiều đau đớn. Ngoài ra cũng có thể gây những cái biến chứng khá nguy hiểm nếu mà không được chữa trị kịp thời. Vậy Lily đoán rằng là có rất nhiều quý vị khán thính giả cũng rất muốn đặt câu hỏi với bác sĩ Thanh Bình, đó là có những cái biện pháp phòng ngừa nào để giúp cho chúng ta không bị bệnh zona thần kinh? Thì chúng ta biết là 95% khi chúng ta đạt đến cái lứa tuổi 30 đã có kháng thể rồi. Do đó cái khả năng chúng ta lây thì vẫn có. Cái khả năng chúng ta bị phát tái hoạt cái con vi khuẩn, tức là reactivation con vi khuẩn, nó vẫn có. Đặc biệt là khi chúng ta bị yếu, chúng ta bị bệnh, hoặc là những người có những bệnh kinh niên giống như là bệnh COPD, bệnh phổi nặng nè, rồi những người bệnh tiểu đường nặng nè, rồi có những cái bệnh mà nó ảnh hưởng đến hệ thống miễn nhiễm nữa. Thí dụ như là những cái bệnh mà đặc biệt làm cho suy giảm hệ thống miễn nhiễm, rồi bệnh infection giống như là bệnh HIV, mình gọi là SIDA đó, cũng ảnh hưởng đến hệ thống miễn nhiễm. Rồi có những cái bệnh mình phải uống thuốc để suppress cái hệ thống miễn nhiễm, tức là mình đè cái hệ thống miễn nhiễm mình xuống. Thì những người mà đang dùng những loại thuốc vậy, cái hệ thống miễn nhiễm cũng yếu, thành ra cái khả năng mà tái hoạt cái con vi khuẩn nó cao. Rồi những người bị ung thư trong cái thời gian phải dùng thuốc chemotherapy, tức là dùng hóa trị, nó cũng ảnh hưởng đến cái immune system của mình và cũng có thể bị tái hoạt.
Do đó cái những cái group người như vậy rất là dễ bị tái hoạt cái con vi khuẩn và gây ra bệnh zona. Rồi cái phần mà 5% mà chưa bị bệnh thủy đậu thì cũng có thể bị lây, thành ra người ta cũng muốn chích ngừa. Nhưng mà cái chích ngừa, rồi hồi nãy mình có nhắc đến cái vụ chích ngừa là những cái em bé ở đây đến 18 tháng tuổi đều được chích ngừa hết. Thì khi nếu đã được chích ngừa rồi thì sau này á, khi họ lớn lên họ không phải lo đến cái bệnh zona này nữa. Nếu mà có lây đi nữa thì họ sẽ bị cái bệnh thủy đậu, chickenpox. Bởi vì chích ngừa không phải là 100%. Chích ngừa bao giờ bất cứ một loại chích ngừa nào người ta cũng chỉ nói bao nhiêu phần trăm được bảo vệ mà thôi. Mình cũng thấy có những em bé đã chích ngừa rồi cũng bị bệnh thủy đậu, tức là chickenpox sẽ bị nhẹ hơn, tức là đã có kháng thể rồi nó nhẹ hơn thôi chứ khỏi không bị. Thành ra cái vấn đề chích ngừa chúng ta quan trọng ở những người nào? Thứ nhất là những người lớn tuổi, đặc biệt là lứa tuổi từ 50 tuổi trở lên là hệ thống miễn nhiễm bắt đầu nó bị yếu. Và hiện tại bây giờ thì Bộ Y tế có cái chính sách chích ngừa toàn quốc, nó gọi là NIP, National Immunization Program đó, thì cho cái thuốc mới nhất chích ngừa cho những người trên 65 tuổi. Có nhiều bệnh nhân cũng nghe nói là trên 50 tuổi thì được khuyến cáo để chích ngừa, nhưng mà thật ra trên 50 tuổi á, là cái tuổi mà bác sĩ khuyên là nên chích ngừa bởi vì cái hệ thống miễn dịch bắt đầu yếu. Nhưng mà Bộ Y tế thì mới cho thuốc ở tuổi 65 trở lên thôi. Vâng, do vậy những ai mà trên 50 tuổi muốn chích ngừa vaccine là phải bỏ tiền ra đấy. Đó. Vâng. Hoặc là những người đó là những người thổ dân thì được, 50 tuổi trở lên là nếu mà thổ dân thì được chích ngừa miễn phí. Hoặc là những người trên 18 tuổi mà bị những bệnh miễn nhiễm trầm trọng thì cũng được chích ngừa miễn phí. Đó. Thì phải đến gặp bác sĩ để bác sĩ xem mình ở nằm ở trường hợp nào. Còn nếu mình không có nằm vào những trường hợp được chích ngừa miễn phí, muốn chích thì chúng ta phải bỏ tiền ra chích. Thì trước đây á, chúng ta hiện tại bây giờ có hai loại thuốc chích ngừa. Một loại là bắt đầu mình bỏ bớt rồi, coi như không có xài nữa. Từ ngày 1 tháng 11 năm nay là chúng ta bỏ cái loại cũ là Zostavax. Cái sự khác biệt giữa loại cũ và loại mới là cái gì? Loại mới bây giờ nó gọi là Shingrix. Thì cái loại cũ đó là nó dùng live virus, tức là con vi khuẩn còn sống, và làm yếu con vi khuẩn đó đi. Và cái loại mới bây giờ đó thì là nó dùng non live virus, tức là không phải dùng vi khuẩn sống nữa, mà nó dùng cái phần protein của con vi khuẩn sống mà thôi. Do đó cái loại cũ là bởi vì vi khuẩn sống cho nên nó có thể gây cái bệnh cho những người nào mà hệ thống miễn nhiễm quá yếu. Cho nên những người mà bị cái hệ thống miễn nhiễm rất là yếu, hoặc là những người đang dùng chemotherapy, hoặc là những người mà đang dùng những cái thuốc, ngay cả thuốc prednisolone là chúng thuốc mà nhiều bệnh nhân hay dùng gọi là một cách không có đúng đó, thì có ảnh hưởng đến nó, thì không nên dùng cái loại thuốc cũ, là những cái là contraindication, mà phải dùng cái loại thuốc mới này, đó là Shingrix. Thì cái loại Shingrix này ngoài cái vấn đề là nó không phải là dùng con vi khuẩn sống nữa, nó có thể gây ra bệnh ở những người có hệ thống nhiễm yếu đó. Cái lợi điểm khác nữa là nó có thể có cái hiệu quả cao hơn các loại thuốc cũ, và nó bảo vệ cái bệnh lâu dài hơn. Thì cái loại thuốc Zostavax là thuốc cũ đó thì nó có thể bảo vệ được đến 4-5 năm. Loại thuốc mới này có thể bảo vệ từ 4 đến 10 năm. Thành ra cái hiệu quả lẫn cái thời gian bảo vệ nó cao hơn. Cái loại thuốc cũ thì chỉ cần chích mỗi lần chích chỉ là một mũi thôi. Cái loại thuốc mới thì chúng ta chích hai lần. Thí dụ bữa nay chích một mũi, mũi thứ nhì là 6 tháng sau, từ 2 đến 6 tháng. Có những trường hợp chúng ta phải chích sớm hơn. Thí dụ như người này là những người cái hệ thống miễn nhiễm quá yếu đi, thì chúng ta có thể chích thay vì 6 tháng, chúng ta rút ngắn lại thành 2 tháng để chích sớm hơn. Còn những người có hệ thống miễn nhiễm bình thường, chúng ta chích ở cái thời điểm khoảng 6 tháng. Vâng, rất cảm ơn bác sĩ đã cập nhật cho quý vị khán thính giả của Đài Việt TV Úc Châu những cái thông tin mới nhất về các loại vaccine mà Úc cung cấp. Vậy thì Lily cũng có một câu hỏi có lẽ là cuối cùng để dành cho bác sĩ, đó là những ai mà đã từng bị bệnh trái dạ, bệnh thủy đậu đấy, hay là cũng đã từng chủng ngừa vaccine thủy đậu rồi, thì có nên tiêm cái loại vaccine mới như bác sĩ vừa nói không? Tức là những người đã từng bị thủy đậu, hoặc là những người đã từng được tiêm chủng rồi. Thì giống nãy mình nói là cái vấn đề tiêm chủng nó chỉ
kéo dài được khoảng 5 năm thôi, ngay cả cái loại mới này cùng lắm là được 10 năm thôi. Thì sau cái khoảng thời gian đó chúng ta vẫn có thể chích ngừa trở lại. Những người mới bị thủy đậu đây hoặc là mới bị zona thần kinh đây thì chúng ta không cần phải chích ngừa liền, nhưng mà sau 1 năm thì chúng ta nên chích ngừa. Nếu chúng ta rớt vào cái lứa tuổi từ 50 trở lên. Thật vì ra vì không cái bệnh phải này là, xin lỗi là ngắt lời bác sĩ, tức là vì cái bệnh này là có thể tái phát bất cứ lúc nào vâng. Không phải là 50 không đâu, chứ không phải cứ nghĩ rằng chúng ta đã bị zona thần kinh, bị thủy đậu rồi là chúng ta không có bị nữa. Ngay cả những người ở teenager mười mấy tuổi trở đến lớn tuổi chúng ta vẫn có thể bị như thường, nhưng mà từ 50 tuổi là cái mốc mà nhiều người bị, và cái khả năng bị zona thần kinh nó tăng theo cái tuổi, tức là càng lớn tuổi thì hệ thống miễn nhiễm càng yếu thì khả năng bị càng cao. Vâng, vậy thưa bác sĩ là trước khi kết thúc chương trình thì bác sĩ có lời khuyên nào dành cho quý vị khán giả của Đài Việt TV Úc Châu không ạ? Cái lời khuyên là thứ nhất, nếu chúng ta ở lứa tuổi 65 trở lên thì chúng ta nên đi gặp bác sĩ gia đình để được chích ngừa cái loại thuốc mới này. Thuốc mới này thực ra những cái side effect thì nó không có nhiều. Mọi người đến hỏi thì side effect, nhưng thì chúng ta thường giải thích những cái side effect cũng giống như những loại chích ngừa khác. Ví dụ như là bị đau ở chỗ này, nhiều khi cảm thấy hơi nóng lạnh, có thể bị hơi buồn nôn, mửa, hơi nhức đầu, nhưng mà cái đó là những cái side effect rất là nhẹ, chúng ta có thể uống Panadol mà nó hết thôi, không có gì. Và theo thống kê đó thì những người lớn tuổi thường thường rất là ngại chích ngừa. Ví dụ như mình so với lại cái những cái chích ngừa ở những cái gọi là childhood immunization đó thì cái mức chích ngừa nó cao hơn nhiều lắm. Có thể từ 90 đến 94% những em bé là được chích ngừa. Nhưng mà những cái thuốc chích ngừa mà dành cho người lớn đó, thì cái tỷ lệ chích ngừa rất là thấp. Ví dụ như về nói về chích ngừa zona thần kinh này đi, thì cái tỷ lệ chích ngừa nó dưới 50%. Và một cái loại chích ngừa khác để ngừa sưng phổi đi thì nó chỉ có khoảng 10% thôi. Thành ra cái tỷ lệ chích ngừa nó rất là thấp ở người lớn. Bởi vì người lớn có thể nghĩ là mình không bao giờ bị cũng sao đâu, thành ra không có thể chích ngừa. Nhưng mà thật ra nó cũng có thể là cái bệnh này nó gây ra những cái biến chứng trầm trọng và nó gây ra những cái hậu quả sức khỏe chậm chậm, không phải trực tiếp từ nó nhưng mà gián tiếp. Thí dụ bây giờ một người lớn tuổi 80 mấy tuổi, 90 tuổi mà cứ tối không ngủ được một thời gian, mất sức rất là lẹ, và từ cái mất sức đó nó lại dẫn đến những cái hậu quả khác, những cái bệnh khác rất là nguy hiểm. Do đó những người nào trên 65 tuổi được chích ngừa miễn phí nên lấy cái cơ hội này đi chích ngừa liền đó. Rồi những người bị bệnh mà cái hệ thống miễn nhiễm bị suy giảm cũng nên chích ngừa sớm hơn, đặc biệt là từ 18 tuổi trở lên, và những cái bệnh là thật là trầm trọng đó thì nên gặp bác sĩ gia đình của mình để bàn về cái chuyện chích ngừa này. Rồi cái vấn đề khác để ngăn ngừa là chúng ta phải sống khỏe. Khi sống cho sống khỏe thì cái hệ thống miễn nhiễm nó cũng khỏe và nó ngăn chặn được cái con vi khuẩn nó reactivate, nó tái phát trở lại. Do đó chúng ta phải sống khỏe, sống vui vẻ nè, ăn uống khỏe mạnh nè, bớt nhậu nhẹt, bớt hút thuốc nè. Rồi những người có những cái bệnh kinh niên đó, chúng ta phải đi bác sĩ thường xuyên để kiểm soát những bệnh kinh niên của mình. Ví dụ bệnh tiểu đường, bệnh phổi, bệnh COPD là những cái bệnh mà nó có thể nó tăng cái khả năng bị zona thần kinh. Chúng ta cũng nên kiểm soát những cái bệnh kinh niên một cách rất là chặt chẽ để giảm thiểu cái khả năng bị cái bệnh zona thần kinh này. Vâng, vâng, rất cảm ơn bác sĩ về những lời khuyên hết sức thiết thực và bổ ích. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chương trình Sức khỏe và đời sống của chúng tôi tuần này đến đây xin tạm dừng. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình vào tuần tới. Và Lily một lần nữa cũng xin cảm ơn bác sĩ Thanh Bình đã nhận lời tham gia chương trình. Xin cảm ơn Lily và xin cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe.